Trần Hoàng Tuấn Anh. Sinh năm bao nhiêu? 1980. Hộ khẩu thường trú ở đâu? Nhà 31 đường 25 khu 2 phường Bình Đông quận Thủ Đức. Đi chung với ai? Thằng Đen. Họ tên đầy đủ? Không biết, em chỉ biết nó tên Đen. Hai anh đi đâu về? Đi em trộm chó. Hả? Trộm chó. Được mấy con rồi? Được có con. Hả? Được có con. Đoàn nào? Ở huyện Thủ Đức này. Ở Thủ Đức này luôn đúng không? Dạ. Lúc bị truy đuổi hai anh dùng gì để chống trả? Em có thả bột ớt. Nói lớn lên. Thả bột ớt. Mấy bọc? Một bịch. Rồi từ đoàn nào tới đoàn nào? Em không nhớ. Không chạy em không nhớ. Ừ. Có nhớ súng bắn không? Có hù. Có không? Em đưa ra một. Tao hỏi có nhớ súng ra bắn không? Em hù. Hả? Em hù. Em chưa dám bắn.